Chuyện là tôi mặc như thế này, liệu Tống Nọn có nhận ra tôi không? Con bé nhận ra ông mới lạ đó. Cứ xem như tôi đi bước nữa vậy. Bà nói gì vậy? Đẹp quá đi mất. Lúc trước tôi ghét nhất thời tiết mùa này, nhưng năm nay thì khác. Triệu Tiểu Xuyên, cậu làm gì vậy? Cả ngày không nói tiếng nào. Tịnh Tâm, lâu lắm rồi tôi chưa ngồi thuyền, đúng là mất hứng. Cậu nổi cơn điên rồi hả? Em nghĩ gì vậy? Cũng chẳng nói gì. Đang nhớ ba mẹ. Tống Đoạn, đó là mẹ cậu phải không? Đúng thật rồi. Không phải chứ, sao nhắc đến ai người đó liền xuất hiện vậy? Không phải, không phải. Mẹ, không phải. Cái người tóc tai bờm sờm đi bên cạnh mẹ em là ai vậy? Là ba em. Noãn. Dì à, mẹ. Chào dì, chào mấy đứa. Chào dì. Ba. Có phải ba không vậy? Sao thế? Thái độ mấy đứa như vậy là sao? Thái độ gì đó? Không nhận ra sao? Mấy đứa lầm quá rồi đó. Phản ứng của mấy đứa trẻ nó lên hết còn gì. Rõ ràng ông chẳng biết tự trọng gì cả, đúng không? Chú ơi, trong chú thế này chắc là chú chê tróc phải không? Nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa hả? Đúng là tri kỷ. Thật sự là vậy hả? Đúng là gặp được người biết quan sát. Ngầu lắm đúng không? Mẹ, nào nào, chú ơi, cháu giúp chú. Nào, dì ơi, chúng ta vào trong thôi. Được, nào nào, đi thôi. Nào bên này. Chú ngầu thật đó. Chuyện này là sao? Các con sống ở đây hả? Dì ơi, bọn cháu sống ở đây tốt lắm ạ. Dì nhìn xem, ký túc xá này nhìn bên ngoài giống như nam nữ ở chung vậy. Thực ra không phải như vậy. Điều tuyệt nhất là nằm ở hai thiết kế này. Dì nhìn xem, kéo hai tấm rèm lại, chẳng phải không nhìn thấy gì hết sao? Vì vậy cháu mới nói nơi này tốt, rất tốt, rất tốt. Thực ra khi chú vừa bước vào đã cảm thấy không tồi chút nào. Người trẻ tuổi như mấy đứa phải chịu cực một chút mới được. Bà xã, chẳng phải lúc ở nhà đã nói hết rồi sao? Chú cho rằng người trẻ tuổi thì phải... Ba ơi, được rồi. Thôi, không nói nữa. Phải kể đến lúc chú còn trẻ. Được rồi, lại nữa rồi. Chỉ có thể chứng minh một điều, mọi người nhìn thấy chưa? Dù chú tạo hình ra sao, ở nhà chú cũng không có quyền được phát biểu. Chú ơi, dì ơi, cháu và Tiểu Xuyên có chút việc, chúng cháu phải đi ra ngoài, chúng cháu đi trước đây. Giờ này vẫn phải làm việc sao? Dì đem rất nhiều món ăn ngon đến đây đó. Để dì nấu một bữa chiêu đãi mấy đứa nhé. Được đó dì. Tống Nọn, cậu để phần cho bọn mình một ít nhé. Lát nữa mình và Tiểu Xuyên về ăn. Cấp trên đã giao phó rồi, bây giờ bọn mình phải đi làm ngay. Được được. Tạm biệt nhé, đi thôi. Chào chú, chào dì. Chú và dì ngồi lại nhé, tạm biệt. Tạm biệt chú và dì. Chuyện gì thế nhỉ? Anh mau lên đi. Chẳng phải hai chúng ta có việc gì chứ? Sao tôi chẳng biết gì cả? Anh thì biết cái gì chứ? Cả thế giới này biết hết cả rồi, sao anh không biết? Hôm nay Trương Thịnh muốn hỏi cưới. Đem ra ngoài để mọi người ăn trước, đừng đợi mẹ. Dạ. Mẹ nói hai người cứ ăn trước, đừng để thức ăn nguội. Được. Chú à, chú ăn trước đi. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Nơi này là nơi quái quỷ gì vậy? Sao lại bắt con gái của mẹ đến nơi này làm việc chứ? Đã nói rõ là ở lại Thượng Hải, sao bọn họ lại chuyển con đến nơi này chứ? Mẹ, mẹ đừng như vậy. Con ở đây rất ổn, hơn nữa còn học được rất nhiều thứ. Những thứ mà không học được ở tổng công ty đâu. Mẹ đừng khóc. Lát nữa con cùng mẹ quay về. Mẹ không muốn nhìn thấy con thế này.
Người mẹ nào cũng không muốn nhìn thấy con gái mình chịu cảnh này. Mẹ, con không sao đâu. Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Nhưng mẹ phải hứa với con trước. Con nói đi. Cháu nói đi. Cách cách, bọn trẻ cố ý rời khỏi đây phải không? Có chuyện rồi. Nào, chú, cháu mời chú một ly. Được. Chuyện này cháu nói đi. Cũng tại rượu hết đó. Chú hiểu mà, đúng không? Gì mà tại rượu chứ. Điều chú muốn nói là Tống Noãn có bằng lòng chưa? Bằng lòng rồi. Bằng lòng rồi hả? Vậy thì tốt. Tốt lắm. Chú chỉ có đứa con gái này thôi. Có thể nói rằng phải đến tuổi mới có được con bé. Khi chú 36 tuổi mới có nó. Vào tuổi đó, chú và mẹ nó sống cách xa nhau. Gia đình chú thuộc từng lớp trí thức. Tống Noãn đã trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy. Nó và chú có rất nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như trong bề ngoài nó có vẻ rất ôn hòa, nhưng nội tâm rất kiên cường, rất hiếu thắng. Tuy chú và dì rất yêu thương nó, nhưng trước giờ chú không hề chiều chuộng nó. Cho nên chú hy vọng rằng cháu phải biết cách quan tâm con bé. Cháu biết rồi. Tuy người trẻ tuổi như mấy đứa, có rất nhiều điểm chú không chấp nhận được. Tự trọng của mấy đứa quá lớn. Nói đi cũng phải nói lại, mấy đứa đều là con một. Con một mà, cũng không thể trách mấy đứa được. Nhưng Trương Thịnh, cháu phải rộng lượng, khoan dung, bảo vệ tốt cho người con gái cháu yêu. Điều này chú tin rằng cháu có thể làm được. Cháu khác xa với đám công tử kia. Chú cảm thấy cháu rất được. Tốt. Ba mẹ cháu qua đời sớm. Nhưng mà chú và dì cũng có nghĩa vụ đó, phải chăm sóc tốt cho cháu. Chú vẫn chưa nghe được suy nghĩ của cháu. Tấm thẻ này do Tống Noãn cho cháu. Chữ Yến Như trên đó chính là tên mẹ cháu. Cháu vẫn luôn đeo nó bên mình. Hôm nay cháu đối diện với tấm thẻ có khắc tên mẹ, hứa hẹn với chú một điều. Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Tống Noãn. Chú yên tâm. Vậy thì tốt. Chiều nay tất cả chúng ta đều phải cùng nhau tổng vệ sinh, phải lau mặt bàn bóng sáng như gương. Được, làm thôi. Làm việc nào, làm việc. Làm việc.
Ba, con gái, bây giờ ba mẹ phải quay về rồi. Sau này con phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé. Dạ. Ba ơi, con yêu ba. Cục cưng, ba cũng yêu con. Nhớ kỹ, nhất định phải kiên cường. Là con gái của Tống Quang Minh mà. Con biết rồi, thưa ba. Chưa từng thấy ai đẹp trai sao? Toàn bộ chuyện này chính là như vậy. Nguyên nhân là do tôi, mới gây ra cục diện như ngày hôm nay. Cho nên hy vọng quý công ty có thể lượng thứ cho chúng tôi. Hãy cho chúng tôi thêm một cơ hội. Đây là toàn bộ tài liệu chúng tôi chuẩn bị lại từ đầu. Mời anh tham khảo qua. Tổng công ty chúng tôi còn mời đến đây một nhân viên rất am hiểu về kỹ thuật. Nếu có chỗ nào anh chưa rõ, có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào. Chúng tôi nhất định sẽ cung cấp cho anh sự phản hồi với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhất. Mấy người lúc nào cũng quay đi quay lại như vậy, có điểm nào giống một công ty truyền thông chứ? Là công ty game phải không? Đúng vậy, anh phê bình rất đúng. Tất cả đều là do công ty chúng tôi. Hy vọng quý công ty có thể cho chúng tôi thêm một cơ hội. Dương Tổng, tôi thật sự không ngờ ông sẽ làm như vậy. Nhưng thật sự tôi rất cảm động. Ý cô nói là chuyện tôi xin lỗi người ta. Tôi muốn nói, ông vẫn muốn tiếp tục hoàn thành nghiệp vụ Thái Dũng. Mấy năm gần đây, cô nói xem tình hình nhà tôi, lại thêm vài vấn đề của bản thân. Tôi liền lấy đó làm lý do, chuyện gì cũng không muốn làm. Cũng đến lúc bắt đầu làm lại từ đầu rồi. Rất vui khi ông nói như vậy. Cô luôn có ý chí phấn đấu như vậy sao? Không phải. Tôi cũng có lúc không biết phải làm như thế nào. Muốn lười biếng, muốn từ bỏ. Bốn thực tập sinh các cô không giống với những người trước đây được phân tới. Trên người các cô có sức lực, có thể làm thay đổi chỗ đổ nát này. Sao Tống Noãn vẫn chưa về vậy? Mới xa nhà có nửa ngày đã nhớ rồi à? Không phải, tôi đang nghĩ chuyện đó có thành không? Tống Noãn nói đối phương đã nhận được tư liệu rồi, vẫn đang suy nghĩ. Vậy chính là chúng ta thành công một nửa rồi, có hy vọng. Tốt, tốt quá rồi. Hai người có thể thôi đi được không? Thời gian thực tập sắp kết thúc rồi, sắp sửa mỗi người một nơi rồi. Còn không mau nghĩ cách thì tới Sùng Minh Đảo coi như vô ích đó. Anh nhìn bộ dáng anh ta đi, giả giờ. Cậu ấy đang giả giờ. Cô cũng đang giả giờ mà. Ngày thường không phải có rất nhiều cách sao? Không còn chiêu gì nữa à? Đợi đó đi. Về Tiểu Xuyên, tôi phải giặt quần áo. Anh qua giúp tôi đi. Qua đây. Về rồi à? Sao chỉ có mình anh vậy? Hai người kia đâu? Chỗ này thật yên tĩnh. Cả cái nhà lớn như vậy, chỉ có mỗi hai chúng ta. Vậy sao? Cô muốn ở đây bao lâu nữa? Cô về Thượng Hải rồi, chắc chắn sẽ không quen. Vậy thì cứ đợi ở đây thôi. Dù sao ở cùng với anh là được rồi.
Cô vừa nói cái gì? Không nói gì cả. Đừng chỉ ngồi không, nói chuyện với tôi đi. Trước đây anh nói với tôi cái gì mà tối nay tôi có thể ở nhà cô không? Hoạt động đó rất có ý nghĩa đó. Vậy sao? Anh đã từng tới nhà ai ở chưa? Tôi chưa từng. Vậy quá ra anh chỉ hô khẩu hiệu mà thôi, vốn dĩ không có thực hiện. Không phải, tôi chuẩn bị đi nhưng lại bị đầy tới đây rồi. Vậy anh có nghĩ sẽ tới ở nhà tôi không? Cô nói như vậy, tôi sẽ nghĩ nhiều đó. Vậy anh sẽ nghĩ nhiều như thế nào? Tôi sẽ nghĩ không biết cô có ý đó không. Tôi chính là có ý đó đấy. Không phải vốn dĩ anh rất thích tôi sao? Bây giờ tôi cũng rất thích anh. Hay là chúng ta ở bên nhau đi. Cách cách. Thật ra tôi rất thích cô. Nhưng mà tôi cảm thấy hai chúng ta không phù hợp. Vì sao chứ? Vì mẹ tôi sao? Anh không cần lo đâu, tôi sẽ không nghe theo mẹ. Không phải vì mẹ của cô, mà là vì tôi và cô. Cuộc sống hai chúng ta, mọi thứ của hai chúng ta, quan niệm nhân sinh, quan niệm giá trị, toàn bộ đều khác nhau. Không phải tôi đã thay đổi rồi sao? Tôi có thể, hoặc là do bản thân tôi không đủ tự tin. Tôi thấy mình không xứng với cô, không đem lại cho cô một cuộc sống cô mong muốn. Xin lỗi. Cảm ơn. Triệu Tiểu Xuyên, anh đứng lại cho tôi. Anh xoay lại, nhìn vào tôi. Vẫn muốn chạy phải không? Anh thay đổi rồi sao? Tôi nói cho anh biết, sức nhẫn nại của tôi có hạn. Nhìn vào tôi, nhìn vào tôi đi. Hỏi anh một câu thôi, lời vừa nói là thật sao? Đúng, là thật. Còn yêu tôi không? Tôi đã từng yêu. Còn bây giờ, tôi có còn là nữ thần của anh không? Anh còn nhớ là ai yêu tôi tới mức muốn sống muốn chết không? Chạy lên tầng cao nhất của trường vì tôi mà nhảy xuống. Là ai vì cùng tôi luyện rượu mà bị tôi khiến mặt đầy vết thương cũng không kêu một tiếng? Lại là vì ai vì tôi mà đi liều mạng với kẻ xấu? Anh có nhớ không? Vì sao bây giờ tôi đứng trước mặt anh, anh lại nói với tôi anh không có niềm tin? Chu Cách Cách, tôi đã chạy tới tận đây rồi, tôi toan tính gì chứ? Triệu Tiểu Xuyên, tôi không đem lại cuộc sống cô mong muốn. Tôi muốn cuộc sống thế nào chứ? Tôi muốn cuộc sống thế nào? Anh nói cho tôi biết đi. Thứ tôi muốn không phải là chính anh sao?
Tôi thích anh. Tôi thích anh. Cho nên anh chính là cuộc sống của tôi. Anh có biết không? Để đi tới được bước này thật không dễ dàng gì. Anh biết rồi. Cách tôi không cần cả ôn dược hàng. Điều đó đối với anh không được, có phải không? Em tới đây làm gì? Cô bán hàng, chúng tôi muốn xem nhẫn đôi tình yêu. Xin chào, hai người xem bên này ạ. Vậy cô cho tôi xem cái đắt tiền nhất đi. Ở trong này. Cô bán hàng, chúng tôi có thể trả góp không? Chúng tôi đùa thôi, không sao đâu. Chúng tôi chỉ xem thôi. Được, vậy hai người xem đi. Ngốc mà. Anh thấy cái này được. Hoặc là cái này. Anh xem cái này này. Cái này. Đẹp quá đi. Sao bây giờ mọi thứ đắt như vậy chứ? Mấy chị em chúng ta đều góp 100, vốn muốn mua vòng vàng. Bây giờ xem ra chỉ có thể mua một dây đeo nhỏ thôi. Em thấy bây giờ đồ đắt quá. Không có cách gì, chỉ có thể nghĩ và nghĩ thôi. Phải không? Đúng vậy. Thể hiện chút tâm ý đi. Chị xem cái này thật đẹp. Cái này sáng quá. Chị xem kìa, sáng quá. Đẹp cực kỳ. Nhưng màu vàng hay màu bạc đẹp hơn? Anh thấy màu vàng đẹp, bước sang. Ai muốn giàu sang như vậy chứ? Vậy chúng ta... Trần Ái Liên, sao mẹ lại ở đây? Mẹ muốn hỏi con đấy. Sao con lại ở đây? Không phải con ở đảo Sùng Minh sao? Đúng là mẹ nuôi con vô ích rồi. Cuối tuần con đã trở về. Con thà đi với bạn trai đúng không? Con cũng không muốn về nhà thăm mẹ có phải không? Dù cách mẹ nói với con, mẹ không có đứa con gái như con. Trần Ái Liên. Mọi người ơi, công ty Thái Vũ đã đặt hàng rồi. Đừng có đuổi theo tôi. Tôi sắp có tiền rồi. Không được đắc tội với tôi đâu đấy. Mau lên. Thơm quá, mau lên. Bê qua đây, được rồi, nhanh lên. Nướng nữa sẽ khét đấy. Sao vậy, được rồi, thơm lắm. Nào, mọi người trật tự nào, trật tự chút nào. Nhân tiệc chúc mừng công việc của chúng ta. Chúc các bạn thực tập sinh của chúng ta sau này công việc thuận lợi, sống trong thế giới nhiều màu sắc của bọn họ. Hay lắm. Nào, tranh thủ lúc nóng ăn đi. Tống Noãn, ăn thử đi. Được rồi, đừng ở đây xiên nữa. Qua ăn đi. Được rồi, đưa tôi nào. Được rồi, không sao nữa. Mà ăn đi. Để im nào. Trên tay có cái gì thế kia? Nói với cậu này,
Tôi vì nó mà lên núi đào xuống bể dầu đấy. Bị Trần Ái Liên bắt được tại trận luôn. Đúng vậy, tôi có thể hiểu. Hai người đây là yêu say đắm rồi. Đúng vậy, tự nguyện. Đây mấy bạn, ăn cá mực đi, ăn đi. Có đơn đặt hàng của Thái Vũ, nơi làm việc của đảo Sùng Minh nhất định sẽ phất lên. Chắc chắn rồi. Bảo bối, đi thôi. Bốn người chúng ta cạn ly đi. Nào, uống đi. Nào, tôi nghĩ sau này chắc chắn chúng ta sẽ nhớ những ngày tháng chúng ta ở đảo Sùng Minh. Nào, cạn ly, cạn ly. Là Uông tổng. Alo, chào Uông tổng. Alo. Alo. Alo, Uông tổng. Anh có nghe tôi nói không? Chỗ tôi tín hiệu không tốt. Alo. Alo. Anh nghe thấy rồi à? Đúng vậy, chúng tôi đang ở cùng nhau. Tôi với Tiểu Xuyên, Cách Cách, Trương Thịnh đang cùng nhau ăn mừng. Anh đã nghe rồi à? Được. Tôi biết rồi. Xin chào Uông tổng. Uông tổng nói gì vậy? Có phải muốn thưởng cho chúng ta không? Hay là muốn chúng ta tiếp tục nhận? Uông tổng nói chúng ta làm quá tốt, muốn chúng ta ở lại đảo Sùng Minh luôn. Tiêu rồi. Lừa mọi người thôi. Uông tổng nói thứ hai chúng ta sẽ trở về tổng bộ. Thật sao? Thật hay giả vậy? Thật đấy. Là thật. Thật sao? Trở về tổng bộ. Trở về rồi. Trở về tổng bộ. Trở về tổng bộ. Trở về tổng bộ. Trở về tổng bộ. Nào nào, chúng ta cùng chụp ảnh tập thể. Lưu giữ chút kỷ niệm đi. Được. Máy ảnh đây, máy đây. Chụp ảnh nào. Bì Bì đứng ở giữa. Chuẩn bị nào. Nào, mọi người đứng vào đi. Như vậy được chưa? Được rồi, nào. 3, 2, 1. Cười lên. Mấy người thật sự muốn đi à? Tôi cảm thấy không nở. Vậy sao? Không phải anh nên thầm vui mừng trong lòng sao? Cái miệng của cô sát sảo thật đấy. Cẩn thận không gã đi được đâu. Anh khi nào kết hôn nhớ thông báo chúng tôi đấy. Được rồi, mọi người tiễn tới đây thôi. Bì Bì à, nếu nhớ anh chị quá, nói cha em đưa tới chỗ anh chị chơi nha. Bì Bì à, em nhớ nhé. Chúng ta đã từng chơi bùn cùng nhau đấy. Bì Bì à, em phải nhớ chúng ta là chiến hữu đấy. Sau này rảnh thường xuyên về thăm chúng tôi đi. Hôm qua tôi và Lý Thiết đã dạy ra quy hoạch 2 năm. Tôi tin mỗi lần mọi người quay lại, chỗ này đều thay đổi rất nhiều. Tuy rằng mọi người còn trẻ, tuy rằng đang thực tập, nhưng đã dạy cho chúng tôi rất nhiều. Triệu Tiểu Xuyên, Chu Cách Cách, Trương Thịnh, Tống Noãn, tôi cảm ơn các bạn. Tôi sẽ không quên được các bạn đâu. Lên xe đi. Lên xe. Đi đường cẩn thận đấy. Cảm ơn. Tạm biệt. Vậy chúng tôi đi đây. Tạm biệt Bì Bì. Chú ý an toàn. Đi đường thuận lợi. Đừng quên chúng tôi nhé. Trương Thịnh, tôi sẽ nhớ mọi người. Đừng quên dẫn đại sư tới thăm đấy. Được rồi.
quà. Không có. Tự dưng trong lòng tôi cũng thấy rưng rưng. Đảo Sùng Minh đúng là mảnh đất hạnh phúc của chúng ta. Ở đây có rất nhiều ký ức khó quên của chúng ta. Tạm biệt nhé, đảo Sùng Minh. Alo, xin chào. Xin chào, cô Hách Mẫn. Hôm nay gọi điện, tôi muốn thông báo cho cô một tiếng. Đã có kết quả xét nghiệm rồi. Cô đã có thai. Cô mau chóng tới bệnh viện chúng tôi để kiểm tra kỹ càng hơn. Dạ được. Hồ Hán Tâm về rồi. Vừa bước vào đại sảnh công ty, những ngày tháng khổ sở ở đảo Sùng Minh đã không thấy nữa. Đặc sản địa phương, tôi vừa nãy để quên ở trên xe công ty đón chúng ta rồi. Mau đi, xe vẫn còn ở bãi. Tôi đi, tiện thể lấy nước luôn. Vất vả rồi, cứ để tôi. Đồng chí tốt, chỉ có anh lười thôi. Không có, anh... Kết quả kiểm tra đã xác nhận rồi. Làm thế nào đây? Đừng vội. Em có thể không vội sao? Đứa trẻ này giữ hay bỏ đây? Trời ơi, sao cô ta lại tới đây nhìn thấy chứ? Làm sao đây? Không thì em tìm cô ta nói xem. Cô ta có vẻ rất tín nhiệm em mà. Em đi. Em nói gì đây? Cô ta có nghe em không? Không sao. Dù gì thì thực tập cũng sắp kết thúc rồi. Để cô ta đi là không còn chuyện gì nữa. Như thế này được không? Nếu như chuyện này bị Tống Noãn nói ra, tất cả những gì chúng ta vất vả làm lụng ở JM đều là vô ích. Được rồi, làm theo lời anh đi. Đồ đâu? Không tìm thấy. Không à, để anh đi tìm. Anh đừng đi nữa, đừng đi. Em có chút đau đầu, chúng ta lên trên đi. Đau đầu, em không sao chứ? Không sao. Không sao mà. Đi thôi, sốt không? Không có. Đi thôi, có chuyện gì vậy? Em sao rồi? Em không sao. Chào các bạn. Chào Uông Tổng. Các bạn ngồi đi. Các bạn, kỳ thực tập của các bạn sắp đi tới hồi kết rồi. Hôm nay tôi tới không phải muốn nói danh sách về những người được giữ lại, mà chỉ muốn cùng các bạn nói chuyện thôi. Các bạn thoải mái đi. Hai ngày nữa tôi đi công tác. Khi quay về có thể sẽ không còn gặp được một số người. Nhưng mà điều tôi muốn nói là, cho dù trong số các bạn ai đi ai ở, thì đó không phải là số mệnh của cuộc đời. Đến cuối cùng, người ở lại có thể chẳng làm được gì, còn người ra đi lại có thể tiền đồ rộng mở. Cuộc đời con người có vô số sự lựa chọn. Có sự lựa chọn mãi mãi không bao giờ sai. Đó là chọn ánh sáng và sự kiên cường. Cuộc đời con người cũng có rất nhiều con đường. Có một con đường mãi mãi rộng mở, đó là con đường dưới chân.
Chỉ cần các bạn có sự tự tin, sau này các bạn có thể ở lại chơi em hay không, các bạn đều là những người xuất sắc. Trương Thịnh, Tống Noãn, Cách Cách, Tiểu Duy, bốn người các bạn ở lại, những người khác nghỉ ngơi một lát. Thực ra hôm nay tôi còn một nhiệm vụ nữa, đó là biểu dương bốn người các bạn. Các bạn đem đến phòng làm việc ở đảo Sùng Minh một bầu không khí mới, thực sự rất giỏi. Ung tổng, vậy chúng em có được cộng điểm không? Cái này thì chưa chắc. Thành tích của các bạn do thầy giáo chủ quản tiến hành cho điểm. Kết quả cuối cùng đến tôi cũng không biết được, nhưng những gì mà các bạn thể hiện để lại cho tôi ấn tượng vô cùng sâu đậm. Tôi hy vọng có thể đích thân nói với các bạn. Trương Thịnh, cậu chưa nói bí mật của chúng ta cho Tống Noãn chứ? Dạ chưa. Bí mật gì thế? Trước khi anh tới đảo Sùng Minh, Ung tổng nói với anh để em tới đảo Sùng Minh không phải là trừng phạt, là sếp thấy rằng em có thể thay đổi hiện trạng của phòng làm việc ở đó, cho nên để em đi. Thì ra Ung tổng đã bày một bàn cờ lớn. Cảm ơn Ung tổng. Tống Noãn, làm tốt lắm. Được rồi, những lời tốt đẹp tôi đã nói rồi. Các em có muốn nói gì với tôi không? Điều gì cũng có thể nói sao? Đương nhiên. Vậy em hỏi nhé, nói đi. Ung tổng, em thấy điều luật cấm yêu đương nơi văn phòng có thể thay đổi được rồi phải không? Thời đại cũng thay đổi rồi mà, quy tắc của chúng ta cũng nên thay đổi theo thời thế. Đúng vậy. Được, tôi có thể suy nghĩ. Còn nữa, Ung tổng, tiền lương của thực tập sinh về sau có thể thêm một chút chút không? Vậy em hy vọng được bao nhiêu? Dù gì cũng phải theo được giá cả bây giờ, thế là được phải không? Trương Thịnh, cậu không có gì muốn nói à? Thực tập xong ở chơi em là tôi xem như đã hoàn thành kỳ vọng của mẹ đối với tôi. Tôi rất vui, tôi không bị gục ngã. Chỉ cần cậu có sự niềm tin này, tôi tin rằng sau này cậu sẽ càng tốt hơn. Đều nói là môi trường văn phòng hiểm ác, nhưng mà tôi thấy rằng Ung tổng giống như một cơn gió thanh, trước giờ ảnh hưởng tới bọn tôi. Ung tổng, xin anh đừng bao giờ thay đổi. Anh cứ như thế này tiếp tục ảnh hưởng tới các thế hệ thực tập sinh sao nữa. Được, cảm ơn sự cổ vũ của các bạn dành cho tôi. Tôi nhất định sẽ cố gắng. Chúng ta cùng nhau cố gắng, cố lên. Hoan nghênh các bạn Khải Hoàn trở về. Các bạn có thể viết báo cáo tổng kết thực tập được rồi. Em đến chỗ Triệu Hân lấy mẫu đi. Vâng. Tống Noãn, ngồi đi. Tống Noãn, hôm nay em ở nhà để xe nhìn thấy. Em nhìn thấy rồi. Nhưng mà em sẽ không nói ra đâu. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Tôi cũng hy vọng chuyện này không ảnh hưởng tới thành tích thực tập của em, hiểu không? Em xem lần này tới đảo Sùng Minh em thể hiện tốt thế nào. Ung tổng và Trần tổng đều rất hài lòng, phải không? Em nhất định phải tiếp tục cố gắng. Chúc mừng em. Cảm ơn. Tống Noãn, từ nay về sau giữa chúng ta có bí mật nhỏ rồi. Tôi hy vọng em có thể giữ kín bí mật này. Đi đi. Vậy em đi trước đây, cô Hắc. Tôi đề nghị mọi người vì bốn chiến sĩ từ đảo Sùng Minh trở về cạn một ly. Buổi chiều còn phải làm việc nên lấy nước thay rượu. Nào, cạn ly.
Chúc mừng. Cạn ly, cảm ơn. Tự dưng cảm thấy hình như chúng ta tụ tập một lần là giảm đi một lần. Buồn quá. Cậu nói gì vậy? Tôi thấy chúng ta sau này chia tay rồi vẫn có thể gặp nhau mà. Đúng đó. Hôm nay là một ngày tốt. Làm gì vậy? Cứ y như lãnh đạo. Đừng ngắt lời. Tôi có chuyện muốn tuyên bố. Các bạn đồng nghiệp, các bạn tốt, tôi Trần Hoa cùng Trung Linh đang hẹn hò. Được đấy, giấu kỹ ghê. Bất chấp quy định công ty à? Không không không, hai đứa bọn tôi trong lòng biết rõ. Thực ra cuối cùng ở lại không thể là hai bọn tôi, đúng không? Cho nên chúng tôi quyết định về quê nhà Trung Linh phát triển, xây dựng sự nghiệp. Đúng. Có dũng khí. Được. Tốt. Lãng mạn. Đây mới là chính ít chúng ta. Dám làm dám chịu. Đúng. Chúc hai bạn thành công. Cảm ơn. Thành công. Cố lên. Thành công. Cà chua bán thế nào ạ? 4 tệ nửa ký. Bao nhiêu? 4 tệ. Đắt quá cô ơi. Nhà kia có 3 tệ 8 thôi. Alo mẹ à, ngoài hành tây ra còn cần gì nữa? Con xem có cà chua không? Dạ được, con biết rồi. Cô bán cho cháu rẻ một chút. Con biết rồi. Đã là giá thấp nhất rồi. Được, 4 tệ. Cho cháu thêm 2 củ tỏi đi. Mẹ con cúp máy đây. Chỗ nào rẻ thì cháu mua đi. Cô không bán nữa. Cháu thường mua ở đây mà. Cô bán rẻ một chút đi. Đã bán rẻ cho cháu lắm rồi. Cô bán rẻ một chút. Nhược Hàng. Nhược Hàng, cậu thế nào rồi? Sống có tốt không? Tốt chứ. Ngày nào tôi cũng làm việc nhà, sau đó đi chợ mua đồ ăn. Cậu không đi làm nữa à? Không đi nữa. Tôi kết hôn rồi. Hơn nữa, bây giờ tôi có thai nữa. Thật sao? Cậu sắp làm mẹ rồi. Thời gian qua nhanh thật. Chồng cậu đâu? Sao không đi cùng cậu? Chồng tôi... Anh ấy phá sản rồi. Hơn nữa bây giờ tâm trạng anh ấy không tốt. Tính khí cũng bất ổn. Tôi ở nhà làm gì anh ấy cũng cáo giận. Vì thế chi bằng tôi ra ngoài còn hơn. Xin lỗi Nhật Hàng. Tôi không biết. Tôi cứ nghĩ không sao. Lúc đó tôi cũng nghĩ rằng tìm được một phiếu ăn dài hạn, sau đó tôi không còn gì phải lo lắng phiền muộn, an nhàn như một quý bà. Cho nên như các cậu rất tốt. Cậu xem lúc nào cũng dựa vào chính mình. Như vậy là thoải mái nhất. Dù gì sau này có chuyện gì, nhớ gọi điện thoại cho tôi đầu tiên nha. Sinh con xong gọi điện ngay cho tôi. Tôi nhất định sẽ đi thăm cậu. Nhất định. Nhưng mà căn nhà bây giờ tôi ở rất nhỏ, vừa rách nát vừa nhỏ. Các cậu không được chê nhé. Bọn tôi sao lại chê cậu chứ? Chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Được rồi, tôi phải về đây. Tôi phải về nấu cơm nữa. Cậu đi đi. Đi đây. Có thai rồi, đừng ra ngoài đi lại nhiều nữa. Tôi biết rồi. Bye bye. Bay lên đi ước mơ của tôi. Quay lại đây, người mà tôi yêu. Theo đuổi đi bạn bè của tôi. Quay về đi tình yêu của tôi. Anh nói em nghe là được rồi. Nghe thấy chưa? Triệu Hân vừa rời khỏi chỗ anh. Cô ấy đến lấy bản điểm của thực tập sinh.
Cô ấy sẽ tới chỗ em nhanh thôi. Chuyện sau đó em biết nên làm thế nào rồi đó. Biết rồi. Tôi tới lấy bản thành tích của thực tập sinh ở bộ phận này. Được, tôi tìm đã. Ở đây. Đợi một chút. Được rồi. Các bộ phận khác đã giao cả chứ? Mấy ngày nay đều giao liên tục. Được, cô đi làm việc đi. Vậy tôi đi đây.